Vâng, mến thưa quý vị và các bạn, xin kính chào bà con cô bác xa quê. Hôm nay mình Toàn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ở bãi biển Trà Cổ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nó là ở Móng Cái quý vị và các bạn nhé, ở Móng Cái Quảng Ninh nhé. Và trước mặt quý vị và các bạn là cái bãi biển Trà Cổ. Hiện giờ Trà Cổ ở Việt Nam bây giờ là đang là 1 giờ rưỡi, tức là 13 giờ 30. Thì ở đây cũng chỉ có một vài người là tắm biển nước trưa thôi. Chứ còn buổi chiều tầm 4 giờ hơn, với thời tiết nắng như này, 33 độ C như thế này, thì tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém chiều thì là mới là nhiều người tắm. Ở đây quý vị bạn nhìn xa xa một chút thì có một số người đang tắm thôi. Đấy, một số người đang tắm thôi. Các thuyền này là các thuyền đánh bắt cá và hải sản. Trên này cũng có một cái bãi tắm của nó là bãi cát rất là sạch sẽ. Bãi biển Trà Cổ ở đây theo mình Toàn thì khá sạch so với các bãi biển, và bãi tắm ở đây cũng trải rất là dài, như các bạn nhìn thấy xa xa ở đằng kia, tận xa tít luôn. Và xung quanh các cái bãi cát này là có các cái hàng phi lao để che bóng mát và cũng như là giữ gió, giữ cát. Hiện nay là đang mùa hè nên thời tiết nó hơi nóng, hơi oi bức quý vị các bạn. Thì hôm nay mình Toàn có dịp đi công tác ở ngoài Móng Cái, nên là mình Toàn cũng ra Trà Cổ để mà dùng bữa trưa. Bây giờ mới xong việc thì dùng bữa trưa. Bữa trưa thì thời tiết nó hơi nắng, thành lượng người mà ở Trà Cổ bây giờ đi tắm biển là hầu như là rất là ít. Thì các bạn thông cảm là mình Toàn không quay được cái cảnh nhộn nhịp của bãi biển Trà Cổ. Và bãi biển Trà Cổ cũng là một cái điểm du lịch khi mà khách thập phương về với Quảng Ninh cũng như là về với Móng Cái là người ta đều hay đi biển Trà Cổ. Ngoài biển Trà Cổ ra thì khách thập phương là hay đi là đi ở chợ. Đấy, chợ Móng Cái và chợ Một ấy. Và có cái chợ đêm nữa rất là hay, để chủ yếu là mua các cái hàng điện tử cũng như là các cái hàng gia dụng. Thì ở đây được mệnh danh là cái chợ của dân Trung Quốc, thành các mặt hàng thì có thể là rẻ hơn so với các cái vùng thị trường khác. Thế mà một trong những hai nơi mà khi mà khách về Móng Cái đi, đó là một là Trà Cổ, hai là cái chợ. Và đây là đang trung tâm bãi biển Trà Cổ các bạn. Còn bãi biển Trà Cổ nó trải dài suốt cái dọc bãi biển. Bãi biển Trà Cổ thì cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng hơn chục cây số, hơn chục km. Nếu quý vị và các bạn hay là bà con cô bác xa quê, nếu có về quê hương thì hy vọng quý vị và các bạn chúng ta hãy tìm đến bãi biển Trà Cổ quan cảnh biển. Ở bãi biển Trà Cổ này thì có các cái nhà hàng, cũng rất là nhiều nhà hàng. Việc bạn như lần trước các bạn đang nhìn thấy là một cái nhà hàng mà mình Toàn cũng đang dùng bữa trưa, chuẩn bị dùng cơm bữa trưa. Đây là phía trong nhà hàng. Và hải sản, đồ ăn
ăn, nhưng mà đồ ăn ở hải sản thì ở Móng Cái này được mệnh danh là một trong những cái nơi mà cung cấp hải sản ngon, thơm ngon. Chắc là hải sản thơm ngon thì ở đây chắc là nó do vùng nước nữa quý vị các bạn, chứ còn như ở miền Trung thì mình toàn đã đi các bãi biển rồi, nhưng mà ở miền Trung thì cái hải sản ngon. So với ở Trà Cổ này, đấy là theo cái đánh giá cá nhân mình toàn. Và bây giờ thì mình toàn xin kính mời quý vị các bạn chúng ta vào nhà hàng để xem một số cái món ăn hải sản đặc trưng của biển Trà Cổ ở Móng Cái này nhé. Vâng, đây là một trong những nhà hàng cũng rất là lớn ở Trà Cổ, và quý vị bạn chúng ta cũng đang xem một số cái món hải sản sống. Dù ở đây quý vị bạn đang trước mặt quý vị bạn không biết là lươn hay rắn biển nữa. Đấy. Vâng. À, con này là con tu hải. Ốc. Ốc biển. Và đây là các con cá này. Đây là ngao. Và đây là tôm và bề bề. Bề bề hay còn gọi là tôm tít ấy. Miền Trung gọi là tôm tít. Đây, bề bề. Và đây quý vị các bạn, đây là cái đường xuống bãi tắm chính của bãi biển Trà Cổ. Đây là đường vào nhà hàng, đường xuống bãi biển. Và nhà tráng tức là tắm lại nước ngọt ạ. À, đây có BBQ. Và hải sản, đây là hải sản nướng. Thì ở đây khu này thì đây là gồm những cái mà bàn để nướng. Đây có những cái bàn để nướng bạn. Và cái khu ở phía xa xa sau vườn chuối này là khu tắm nước ngọt, tắm lại nước ngọt sau khi mà chúng ta tắm ở dưới biển lên. Ở dưới bãi biển bây giờ cũng bắt đầu là có người bắt đầu từng tốp xuống tắm dưới bãi biển rồi các bạn. Và như xa xa quý vị các bạn thấy thì lúc này là không có bàn uống nước ở dưới này, nhưng bây giờ là bàn uống nước đã trải dọc theo cái bờ biển đấy rồi. Đây.
Vừa rồi thì Minh Toàn đang ngồi với đối tác, thành ra là không quay lại những cái món ăn cho khách hàng được, món ăn của khách hàng cho các bạn xem được. Thì Minh Toàn vừa ăn xong thì cảm nhận hải sản ở dưới bãi biển Trà Cổ này cũng rất là ngon. Đây là một trong những cái nơi mà hải sản Minh Toàn ăn cảm thấy ngon.